Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành Number One Soya. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều đại biểu đề nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bắt nhóm cướp giật máy tính của phóng viên ở quận 12. Nhiều nhân viên y tế tức ngực đau khớp sau mắc Covid-19. Quy trình nhận bảo hiểm xe máy còn phức tạp. Thảo luận về dự án luật sửa đổi chiều 11 tháng 11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh ở Khánh Hòa phản ánh, từ đầu tháng 10 vừa qua, tình trạng đứt gãy nguồn cung khan hiếm xăng dầu diễn ra trên diện rộng. Ông Thịnh đặt câu hỏi về vai trò của quỹ bình ổn giá xăng dầu ở đâu và có nên duy trì quỹ này nữa hay không. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng đã đến lúc thay đổi cơ chế quỹ bình ổn giá bằng các công cụ điều tiết khác hiệu quả hơn để giá cả hàng hóa vận hành theo quy luật của thị trường. Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa ở Đồng Tháp trực tiếp đề nghị không tiếp tục duy trì quỹ như hiện nay. Ông Hòa cho rằng hiện giá xăng dầu trong nước đã liên thông với giá thế giới nên cần theo cơ chế thị trường sẽ hợp lý hơn. Nêu ý kiến giải trình về quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất cho hay, vấn đề này đã được lấy ý kiến của Bộ Công Thương, các bộ ngành. Quan điểm chung là giữ quỹ này, vì giá xăng dầu tăng thì ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, kinh tế, vĩ mô. Ngày 11 tháng 11, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Nguyễn Công Huân, Nguyễn Quý Thiên Phú và Nguyễn Anh Quốc, tuổi từ 26 đến 30, cùng ngụ quận Gò Vấp để điều tra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 11, một thanh niên 26 tuổi, hiện đang là phóng viên của một cơ quan báo chí, đang ngồi làm việc ở một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12. Lợi dụng lúc anh này quay đi, một nam thanh niên đã tiếp cận giật chiếc máy tính hiệu MacBook đang để trên bàn rồi tẩu thoát. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự công an quận 12 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Huân, Quốc, Phú là nghi phạm nên truy xét. Đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11, trinh sát ập đến một địa điểm trên địa bàn phường 15 quận Gò Vấp và đưa cả ba về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Quốc khai, hôm ngày 9 tháng 11, cùng Huân, Phú ra bờ kè phường An Phú Đông để hóng gió. Khi phát hiện con mồi thì Huân đã quay xe để Quốc cướp chiếc máy tính, cả ba sau đó thoát về quận Gò Vấp. Chiếc máy tính sau đó đã được Huân đem về nhà sử dụng chứ không bán hay mang cầm. Công an sau đó đã khám xét, thu hồi tang vật và trả lại cho chủ nhân. Ngày 11 tháng 11, Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học thường niên năm 2022. Tại hội nghị, nhóm tác giả gồm các bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Phan Nhật Khánh, Lê Bình Minh và Vũ Thanh Thúy đã công bố đề tài nghiên cứu tình trạng sức khỏe sau mắc bệnh COVID-19 của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nghiên cứu kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2022 và được khảo sát trên 292 nhân viên y tế tại bệnh viện đã từng mắc COVID-19. Kết quả cho thấy 85% nhân viên y tế có các triệu chứng lâm sàng như mệt mỏi, đau khớp, khó thở, tức ngực sau khi mắc COVID-19. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương mục nhận định. Kính thưa quý vị, mới đây sau khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, hay thường gọi là bảo hiểm xe máy, nhiều người dân và chuyên gia kiến nghị việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy nên được chuyển sang hình thức mua tự nguyện thay vì bắt buộc, do việc triển khai chi trả bồi thường trên thực tế còn gây khó khăn cho người dân. Thậm chí, nhiều người dân cũng không hiểu được quy trình để nhận bồi thường sau tai nạn. Liên quan đến vấn đề này, chương mục nhận định đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, mới đây Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề xuất bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Sau khi tìm hiểu thì nhiều người dân ủng hộ đề xuất này vì cho rằng trước giờ mua bảo hiểm dạng này như một cách để đối phó mỗi khi bị kiểm tra hành chính. Ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Trong cái quan điểm của VCCI, trong trường hợp là hạn chế cái đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với lại xe cơ giới, xe ô tô, xe máy
Tôi cho rằng trong cái trường hợp này người ta hiểu theo một cách giống như tôi nói là thiện cận, có nghĩa là không có đi sâu vào tính chất bảo hiểm, thu nhiều chi ít, và trường hợp dân mua bảo hiểm đó là một cái sự đối phó về mặt thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước. Nếu như nhận định như vậy thì cái bản chất bảo hiểm nó không thể hiện được trong cái đời sống của con người chúng ta, và đặc biệt trong cái sự phát triển của xã hội và trong cái nền kinh tế thì bắt buộc cái tài sản của con người được đảm bảo, giảm thiểu rủi ro trong các cái trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra trong tương lai mà mình không lường trước được thì bắt buộc phải mua bảo hiểm. Ý nghĩa bảo hiểm nó nằm ở chỗ đó, nó giảm thiểu cái rủi ro mà chúng ta không lường trước được. Vậy để việc mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đi vào đúng thực chất thì phải như thế nào ạ? Quan điểm của tôi, chúng ta phải linh hoạt, chúng ta phải đưa cái sản phẩm bảo hiểm nó có cái tính chất là tối ưu, và bảo hiểm nó tương thích với lại cái giá trị sản phẩm mà mình cần mua để mình bảo vệ. Ở đây tôi muốn nói là chúng ta so sánh một cái xe máy, một cái chiếc xe máy có thể là nửa tỷ và có thể là 200 triệu, mà một chiếc xe máy có thể là 30 triệu, và một cái loại sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe cơ giới thì chỉ có 60 ngàn hoặc là 80 ngàn. Và bảo hiểm chỉ có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bồi thường một cái mức quy định có thể là 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Như vậy nó không phù hợp theo cái mà cái quyền lợi của người ta mua bảo hiểm. Vậy thì chúng ta để giải quyết cái việc này, người dân cần chú ý, nhà làm luật cần chú ý là không có phải là bắt buộc mà có thể là mở rộng. Mở rộng ở đây là mua bảo hiểm nó tương ứng với lại cái giá trị của sản phẩm, và cái việc bồi thường nó có tính chất là quy trình thủ tục nó phải đúng, đầy đủ và đảm bảo cái quyền lợi của người mua bảo hiểm. Còn nếu các cái điều kiện quy định về bồi thường nó thông thoáng hơn, nó có mang tính chất là ứng dụng công nghệ, thí dụ như có những cái app của các công ty bảo hiểm cứ mua là không cần giấy chứng nhận mà chỉ cần cái mã số, cái biển số xe đó, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì các cái hình ảnh được xử lý, thì chúng ta chụp hình ảnh đó chúng ta gửi cho nhà bảo hiểm thì được bồi thường với cái tỷ lệ giám định là bao nhiêu. Đó là về cái quy trình. Thì chúng ta cần phải có, nhà làm luật cần phải mở rộng và cần đi sâu vào là cái gì? Sản phẩm nào của doanh nghiệp nào mà tương ứng với lại cái tài sản người ta mua, không phải là mang tính bắt buộc mà phải là tự nguyện. Và cái phương thức bồi thường nó phải linh hoạt. Lúc đó người dân nhận biết rằng sản phẩm của mình khi sử dụng lưu thông trên đường cần phải mua những cái doanh nghiệp nào, chứ không phải mang tính bắt buộc. Thì lúc đó người dân mới cảm thấy rằng cái việc mua bảo hiểm đó là cái trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình. Và cái đó người ta cảm thấy có lợi là người ta đáp ứng. Ông có thể chia sẻ về trình tự thủ tục nhận bảo hiểm để hỗ trợ bồi thường cho bên chịu thiệt hại sau khi tai nạn xảy ra hiện nay, và vì sao nhiều người lại ngại tiến hành các thủ tục này ạ? Về cái trình tự giải quyết thủ tục bảo hiểm á, thì luật đã có quy định. Nhưng mà thực chất ở trong trường hợp mà thực tế xảy ra trong nhiều năm á, thì người dân thấy nó rườm rà về mặt thủ tục hành chính, rườm rà về cái giá trị bồi thường nó rất là nhỏ. Cho nên khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, người dân phức tạp có thể người ta bỏ. Ví dụ như khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì người ta yêu cầu cái giấy chứng nhận bảo hiểm đó phải còn thời hạn hay không thời hạn, và có tai nạn xảy ra hay không, phải chứng minh là lỗi của bên cái người gây ra tai nạn chứ không phải lỗi của người sử dụng cái phương tiện và người mua bảo hiểm. Thì người ta đang đi trên đường mà sự kiện bảo hiểm xảy ra mà bắt người ta phải cung cấp toàn bộ cái hồ sơ mà một cái vụ án mà cơ quan công an điều tra chẳng hạn, thì nó khó và nó phức tạp, nó rườm rà, nó gây một cái cản trở một cách là rất là vô lý trong cái thủ tục hành chính. Thì tôi cho rằng trong trường hợp này thì khi chúng ta sửa đổi bổ sung đối với lại cái luật kinh doanh bảo hiểm trong trường hợp này á, thì về trình tự thủ tục bảo hiểm, đây là về cái doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mà, khi bồi thường thì phải có những cái gì. Như lúc đầu tôi nói là chúng ta sử dụng những cái app, tức là mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đều có cái chương trình phần mềm của mình, và người mua là chỉ nhập cái mã số của cái thẻ bảo hiểm đó. Và cái sự kiện bảo hiểm xảy ra, người ta chụp lại cái hình ảnh của hiện trường, và chỉ cần cơ quan công an xác nhận trong cái trường hợp đó
thì khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì phải bồi thường, và nó có hình ảnh thì nó đơn giản hóa và nó phù hợp, chứ không phải là như thủ tục vừa rồi thì tôi cho rằng là quá rườm rà, và người dân mua bảo hiểm chẳng qua là tính chất đối phó chứ không phải là yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Xin cảm ơn luật sư về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thời lượng chương mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chương mục ý kiến bạn đọc. Ôi, mức thắng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Trong chương mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 11 tháng 11 mà chúng tôi vừa cập nhật. Vào tối ngày 10 tháng 11, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông cùng chiếc xe máy ở dưới đập tràn đại lộ 1 thuộc khu phố 5 phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ngày 11 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Đông Giang cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Thông tin này sau khi được đăng tải trên fanpage của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như: thương ông quá. Bên cạnh đó là nhiều bình luận khác như: xin chia buồn cùng với gia đình ông. Không biết nguyên nhân tử vong là gì nhưng thấy thương ông quá. Hay thật là chuyện xui rủi chẳng ai muốn. Ngày 11 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa bắt giữ một kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn. Người này là Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm bị bắt, bị can Hùng đang lẩn trốn tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thông tin này sau khi được đăng tải trên plo.vn đã nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc như: ghê gớm thật, trốn truy nã hơn tận 26 năm mới bị bắt. Này gọi là cây kim trong túi cũng có ngày bị lộ. Một bạn đọc khác thì cho rằng chạy trời không khỏi nắng. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2022 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành Number One Soya. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.